Thông tin từ đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Đông Anh, công an thành phố Hà Nội cho biết, vào tối ngày mùng 4 tháng 7, đơn vị vừa dập thành công vụ cháy xe buýt ngay tại cây xăng số 41, cổng A, khu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội. Cụ thể khoảng 22 giờ 25 phút, một chiếc xe buýt bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, ngụt bên trong cây xăng số 41, cổng A, khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau khi nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 3, phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Đông Anh, điều 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa. Đến 22 giờ 38 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Theo cảnh sát, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, chiếc xe buýt bị cháy toàn bộ, đám cháy cũng tác động nhiệt sang một cột bơm xăng, một số hạng mục của điểm bán xăng cũng bị ảnh hưởng, tuy nhiên không có cháy lan. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Vụ cháy đã khiến nhiều cây xăng sống trong thấp thỏm lo âu. Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ngay lập tức có văn bản siết chặt chất lượng phòng cháy chữa cháy ở các cây xăng, bởi chỉ cần sơ suất nhỏ nhất cũng dẫn đến những hậu quả nặng nề.